Dấu chân người lính, tác giả Nguyễn Minh Châu, biên tập Nguyễn Thanh Bình, giọng đọc Hải Yến, số 16. Thái Văn cùng Lữ và Cận đã về đến trung đoàn pháo sông Cầu, đường vào trận địa rừng càng hoang vu và chỉ thấy leo dốc. Lữ về đến đơn vị vừa kịp đặt ba lô xuống thì được lệnh đi theo một tổ trinh sát chắc địa vào hướng Tà Cơn. Thời gian chuẩn bị hết sức vội vã. Trước khi lên đường, Lữ đem tới nhờ Thái Văn giữ hộ một gói đồ đạc cuộn trong chiếc màn và cuốn nhật ký. Một cuốn vở bìa ni lông đóng gáy hết sức cẩn thận, anh mang từ nhà đi. Thái Văn dở mấy trang đầu đầy những hàng chữ viết ngoáy vội vã như những trang bản thảo. Anh hỏi Lữ một cách nhiệt tình, mình có thể đọc được không? Anh đọc cũng được, Lữ đáp sau một lát suy nghĩ. Thái Văn liền kiếm một chỗ kín đáo, không còn bị ai quấy rầy về chuyện thư phú nữa, và bắt đầu đọc từng trang nhật ký của Lữ. Ngày 27 tháng 9, hành quân đến bờ sông HL. Giữa một buổi trưa nóng oi bức, con sông HL mà tôi đã học trong các bài giảng văn và các bài học chính trị ở nhà trường đấy ư. Một cái lạch nước đầy thương tích, chảy giữa hai bờ đá cũng đầy thương tích. Những hòn đá đen như bồ hóng kết vỉa đứng rải rác dọc bờ sông, mọc tận trong kẽ đá một thứ cây gì đó không biết tên, có phấn cả thân và lá cây ám đầy khói bom, bùn bám từng mảng trên các chạc ba, mảng này đắp lên mảng khác do bom tọa độ và bom B-52 liên tiếp lật từ đáy nước lên. Đứng ở đây nhìn rộng sang cả hai bên bờ Nam và bờ Bắc, chỉ thấy nhức mắt một vùng đầy hố bom đỏ loét trên tròm đồi, trên sườn đồi, trên dải đất đầy những đá và cây sát mép nước. Hình như số phận những con sông đều hết sức nhạy cảm với chiến tranh. Tôi khoác súng đứng bên này nhìn sang bên kia mấy phút trước khi sắn quần lội qua. Tôi cảm thấy da mặt cứ nổi gai lên, tim phồng to choáng cả lồng ngực. Một nửa người tôi là máu chảy, nửa kia là lửa cháy. Hình như tất cả tình yêu có trong cuộc đời chỉ đựng đầy trong một trái tim 19 tuổi của tôi. Tôi đứng đây và tự nhiên nước mắt cứ trào ra. Bên kia, một nửa phần đất nước, một nửa mái nhà của những mái nhà bên này đang cháy, một nửa trái tim của từng trái tim người Việt Nam bên này, ngày nào gót giày của hàng chục vạn quân Mỹ cũng dẫm lên một lần. Chúng tôi nối nhau lội qua, một sợi dây bằng hai cây song to kết xoắn vào nhau dòng từ bờ bên này sang bờ bên kia. Chúng tôi níu lấy sợi dây cáp ấy mà vượt sông. Sợi dây cáp thẳng căng đã lên nước đen bóng vì mồ hôi tay của những người vịn vào, người vào, người ra. Tất cả anh em trong đại đội của tôi đều chung một ý nghĩ. Mình đang vượt sông HL. Từng người cúi xuống, nhìn bóng mình in trên mặt nước đùng đục, nửa như phù sa của đất, nửa như mồ hôi và máu người pha trong đất và nước. Một đồng chí đi sau tôi cầm mũ tai bèo vục một mũ đầy nước đưa lên miệng uống ừng ực, như một người đi đường đã nhịn cơn khát ghê gớm từ lâu. Nhiều người lấy bi đông múc đầy bi đông nước. Vẻ trịnh trọng của chúng tôi, những người lần đầu tiên đi qua đây, không thể lọt qua mắt một đám chiến sĩ vận tải từ phía trong ra. Đám anh em vận tải, họ đi qua đây ngày hai lần. Họ lao xuống nước, liền cởi phăng áo trần truồng, vừa lội qua sông, vừa tắm, vừa ngụp lặn,
vừa nô giỡn đùa nghịch. Chốc chốc, một anh chàng vui vẻ hét tướng lên: "Đã cho cảnh giới chưa bay?" Một anh khác: "Còn xa." Chúng tôi sang đến quá nửa sông thì gặp một đoàn nữ dân công chiến dịch rất đông, vừa người Kinh vừa người Vân Kiều, sang bờ Bắc lấy hàng. Vừa nghe tiếng cười ríu rít, đám đàn ông vội vã mặc quần áo, anh nào anh nấy khép nép. Đại đội của tôi và đoàn nữ dân công gặp nhau, cùng bám một sợi dây xong, những bàn tay con gái rất to và ấm, nắm chùm lên những bàn tay lính. Quần áo các cô đều ướt và chua loét, nước ngấm đến ngang bờ ngực đầy đặn. Một cô bất ngờ giơ tay giật phát chiếc mũ cát tôi đang đội: "Anh đổi mũ cho em làm kỷ niệm nhé." Rồi người con gái chụp lên đầu tôi cái mũ của cô, một chiếc mũ tai bèo ướt sũng, có đính lơ thơ vài mụn vải dù ngụy trang. Tôi không kịp nhìn rõ mặt cô ta nữa, bởi vì ngay sau đó khắp sông những chiếc mũ vải, mũ cát, cả mùi xoa đã tung lên cứ loang loáng giữa những tiếng cười, tiếng chào, tiếng nói chuyện rôm rả. Một cô đi đầu trần được một anh chàng trinh sát chụp cho một cái mũ sắt. "Em không có mũ đổi trác với anh Mô." Cô hơi đỏ mặt nói lúng túng: "Cứ cầm lấy mà che mưa che nắng, che đạn nữa. Bao giờ thống nhất thì nhớ đem trả. Cứ về đứng ở đây mà đón, o nhìn cho rõ cái mặt tôi, không lại nhầm." Chấm dứt ngay. Tiếng cán bộ sang sảng hạ lệnh: "Tất cả giữ vững đội hình và vượt nhanh qua trọng điểm." Ngày mùng 1 tháng 10, qua sông HL đến trạm K, trạm liên lạc đầu tiên của mặt trận. Tình hình không thể nào lường trước được. Thế là được lệnh quay lộn trở lại bờ Bắc. Tôi và đồng chí Cận có nhiệm vụ quay trở lại kho hậu cứ của Bộ Tư lệnh Mặt trận lấy thêm máy. Vì ở kho K không có loại máy có nguồn phát 130V. Hai người chầu trực ở kho hậu cứ gần một tuần mới lĩnh xong máy và trang bị phụ, vì hàng chưa đưa vào kịp, lại cấp tốc quay trở lại chiến trường. Mưa như chút, mưa rất dai. Lần thứ hai đứng trước bờ Bắc sông HL, vẫn ở quãng bến vượt lần trước, để ngắm dòng nước nguồn đổ về một cách hung dữ. Cánh lính qua sông chẳng vui vẻ như lần trước nữa, bởi vì con sông chẳng còn hiền như cái tên nó chút nào. Trước mắt chúng tôi, nước réo ầm ầm, hai bên bờ đá chỉ còn ngoi ngóp những cái đầu đá đen, rồi nước dâng lên ngập hết đá. Sợi dây song dòng qua sông đã biến đâu mất, bầu trời nặng trĩu những mây, gió hú trong hàng trúc đào tơi tả. L-19 lượn để soi B-57 và AD-6 tọa độ liên tiếp. Giữa ban ngày ban mặt mà pháo sáng trăng từng hàng dọc bờ sông. Về hướng tây, bom B-52 nổ rền trong các chân lèn đá. Hàng chục đoàn đi công tác lẻ kiên quyết tổ chức vượt. Đoàn người buộc phao ni lông vào bụng dìu nhau sang. Tôi và Cận nhập vào đoàn cán bộ tiền trạm của sông Ninh để nhờ họ mang hộ một tí máy móc. Gió gào ghê quá, tiếng máy bay và tiếng bom như xoáy tròn. Hai thằng trinh sát L-19 vừa quay đi là năm người chúng tôi khoác phao ni lông choàng qua ngực. Nét mặt người nào cũng âm thầm lặng lẽ, biểu lộ một quyết tâm sắt đá. Chúng tôi truyền cho nhau lọ dầu con hổ, mỗi người ngậm một ít trong miệng, cho hai hàm răng đỡ tranh nhau gõ nhịp. Thế là tôi cùng mấy đồng chí nhảy vào, vật lộn với sóng gió và bom đạn. Bơi qua sông HL vài lần thế này là mình chóng thành người lớn đây. Ngày 13 tháng 10, chiếc mũ tai bèo tôi đã cột chắc vào bụng, vậy mà khi bơi qua sông, sóng đánh trôi mất lúc nào không biết, mà chiếc mũ trôi đi đâu ra ngoài dòng sông này được. Rồi thế nào cũng có một người qua sông nhặt được. Hãy cứ biết trước mắt, thế là phải đi đầu trần. Ở đây, đi đầu trần cũng là một cái mốt. Người ta có thể xem cách ăn mặc để đánh giá sự từng trải và khả năng chiến đấu của từng đơn vị hoặc từng người. Những đơn vị ăn diện, quần dài, mũ mãng, giày tất đầy đủ,
ba lô con cóc căng ra. Đó là những đơn vị lính mới, đơn vị đã hoạt động lâu trên chiến trường, những người lính đàn anh từng trải và dạn dày, thường chỉ đánh quần đùi áo lót, ba lô lép kẹp và đầu trần. Cận đi với tôi cũng chẳng mũ mãng gì sắt. Người đi đầu trần đã quen mưa nắng, sợi tóc cứng như rễ tre, con người cứng cáp, chẳng hề bao giờ còn biết đến nhức đầu sổ mũi. Thế đấy, khi còn ở hậu phương thì muốn nhồi vào ba lô đủ mọi thứ như một bà nội trợ, chỉ sợ ngày mai sẽ thiếu thốn. Thì hãy cứ sống cho hết những ngày mai như thế, xem con người mình còn có khả năng chịu đựng gian khổ đến mức nào. Mùng 5 tháng 11, mình cũng có một niềm vui bất ngờ. Hôm qua gặp bố, tình cờ mà gặp giữa đường hành quân. Bố già đi nhiều nhưng tính tình vẫn sôi nổi, chẳng kém gì một thanh niên. Từ ngày bước chân vào chiến trường, mỗi lần nghĩ đến những người thân thuộc trong gia đình, người mà mình nghĩ đến đầu tiên là bố. Tại sao như vậy? Tôi cũng không biết nữa. Tôi nghĩ đến bố ở đây, rồi mới chợt thấy nhớ mẹ và em gái ở nhà. Anh Chí thì ít nhớ đến. Đối với tôi, xưa kia, người cha chỉ gần như một khái niệm, một ý tưởng về sức mạnh và tính nghiêm khắc, và là cái kho không bao giờ cạn. Để mẹ lấy từ trong đó ra biết bao điều dẫn chứng. Mỗi lần mẹ ngồi kể lể chuyện quá khứ và gia đình cho chúng tôi nghe. Có một lần tôi đi cắt tóc về. Hồi đó tôi còn đi học nhưng đã lớn. Mẹ thấy tôi để tóc dài liền hỏi: "Mày cắt tóc như thế hử? Vậy cắt tóc làm sao cơ hả mẹ?" "Cứ húi ngắn như bố mày ấy." Tôi cãi: "Cái gì cũng như bố mày, việc gì cũng làm như bố mày. Bố còn khác, còn khác. Mày đi học ở đâu cái lối ăn nói thế hả Lữ? Con mà làm khác cha chỉ là đứa con hư thôi." Tôi đã chót nói một câu hỗn với mẹ, nhưng cũng không hoàn toàn như lời mẹ tôi bảo. Những người cha dù có tinh thần trách nhiệm đến đâu cũng không thể làm thay được tất cả mọi việc cho đời con cái mình. Làm sao có thể như thế được? Mặc dù những người cha của lứa tuổi chúng tôi đã làm nên một sự nghiệp hết sức lớn lao là giành lại đất nước và giữ vững đất nước và vạch cho chúng tôi con đường phải đi tiếp theo, một con đường đầy hy sinh nhưng hết sức vinh quang. Mặc dù chúng tôi đã chịu ơn lớp người sinh ra mình và chúng tôi biết cần phải xứng đáng là những đứa con. "Bố, con ghi những dòng này cho bố. Suốt đời bố làm một người cán bộ của đảng trong bộ đội. Bố đã đi trên con đường chiến dịch như thế này từ ngày con còn chưa đẻ. Điều đó không đủ để cho con nghĩ đến bố một cách tự hào hay sao? Con yêu từ những quan niệm và tính tình của bố, vốn ở con nhiều khi không như thế. Con yêu cả những điều mẹ thường ca tụng bố, cũng như phàn nàn về bố không có hoàn cảnh chăm sóc dạy dỗ chúng con chu đáo như những người cha của những gia đình khác. Con yêu mẹ như yêu vẻ đẹp dòng sông trước nhà ta. Từ lúc còn bé con đã thấy. Con yêu bố như yêu dãy núi hồng sau nhà, chỉ khi được mẹ bế cao trên tay và mẹ chỉ cho con mới nhìn thấy. Khi hãy còn ở nhà, con thường nghe mẹ và những người làng kể. Vào một ngày kỷ niệm các chiến sĩ Xô Viết bị xử bắn trên núi Hồng, có một người thanh niên dân cày rất hăng hái cách mạng, nửa đêm đã trèo lên cắm một lá cờ búa liềm tận trên đỉnh núi. Lá cờ đỏ bay phần phật trên đỉnh ngọn núi cao chót vót. Những người ở làng xa bên kia sông ngước lên đều trông thấy. Người thanh niên dân cày đã cắm lá cờ năm ấy chính là bố. Về sau bố bị bắt khi bị dẫn đến trước mặt tên chi huyện, đứng ra oai trước cửa huyện đường. Bố bị bọn chúng đánh chầy cả hai đầu gối mà nhất định không chịu quỳ. Lá cờ đỏ của bố năm xưa, vào những ngày đen tối, chúng ta chưa có chính quyền. Lá cờ búa liềm trên đỉnh núi Hồng ấy, bây giờ con đã nhìn thấy. Con biết rằng
bố lúc nào cũng mong mỏi ở con cái điều hết sức hệ trọng và tha thiết ấy. Con hứa sẽ tích cực phấn đấu để trở thành một đảng viên, thực hiện kỳ được lý tưởng cách mạng cao cả. Đó là những niềm ao ước chung của tất cả đoàn viên thanh niên chúng tôi, của những người chiến sĩ giải phóng đang cầm súng đánh Mỹ. Bố hãy tin, con là con trai của bố. Vào giữa tháng giêng, tổ đài trinh sát pháo binh của Lữ đang làm nhiệm vụ giữ đài Q4, một đài quan sát được đặt ra căn cứ theo phương án của trên để phòng địch có thể đổ quân từ phía bên sườn bộ đội. Đấy là một vùng núi cao suốt tháng ngày mưa buốt mù mịt, nằm trên sống lưng Trường Sơn. Ngay trước mặt đài là những dáng núi Lào rất cao, các đỉnh nằm trên đường biên giới luôn nhấp nhô trong mây mù. Trên lưng chừng các sườn núi, thân những cây xăng lẻ thẳng vút và bạc trắng đứng phơi mình trơ trụi sau nhiều lần địch thả thuốc độc hóa học làm trụi lá. Từ đài Q4, Lữ đi theo toán trinh sát trắc địa của đại đội tham mưu chừng một tuần lễ. Khoảng thời gian ngắn ngủi, anh đi với trắc địa vào sát hàng rào Tà Cơn. Có một lần, các trinh sát viên chạm trán một toán địch. Hai bên gặp nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt. Anh em ta đi xác định tọa độ phía nam hàng rào. Toán lính ngụy có khoảng chừng chục tên đi đặt thêm hàng rào. Hai bên trông thấy nhau nhưng đều tránh nhau. Buổi trưa, lúc ta và địch đều rút về căn cứ phía sau, Lữ được cử ở lại tiếp tục cảnh giới. Trong một lúc bất ngờ, anh chộp được một tên đang ngồi ị. Tên ngụy hãy còn trẻ, da mặt xám đen và khô như người đói thuốc phiện. Hắn để một cánh tay áo sơ mi vắt thõng trên đầu gối. Lúc ấy Lữ nghĩ thầm, thằng này cụt tay. Khi hắn đứng dậy, anh ngạc nhiên trông thấy hắn vẫn còn nguyên cả hai cánh tay, lành lặn như một người bình thường. Thằng địch không có súng, hắn luống cuống xỏ mãi chiếc khóa đồng mới thắt xong chiếc quần trước khi giơ thẳng hai cánh tay lên. Lữ chĩa nòng khẩu súng trường vào sát cái gáy hõm sâu, có những món tóc loăn xoăn mọc dài trùm lên cả cổ áo. Anh quát khẽ, súng của mày đâu? Thưa anh, quả thực em không có súng. Mày nói dối, mày giấu súng ở đâu? Em đi hàng rào, em để súng trong hàng rào. Chỗ nào? Chỗ em làm ban nãy. Vậy thì mày phải quay vào lấy cho được khẩu súng. Nòng khẩu CKC cầm lăm lăm trong tay Lữ lúc nào cũng chỉ cách tên lính khoảng bằng một hạt đậu. Hắn đi cả nhắc. Lữ hỏi, chân mày làm sao? Em dậm phải dây thép gai. Thôi đừng giả vờ nữa, mày mà giở trò thì coi chừng. Thưa anh, em dậm phải dây thép gai thật ạ. Lữ dẫn hắn đến sát hàng rào ngoài cùng. Hắn chui qua một lớp dây thép gai bùng nhùng. Hắn bò tới sau một đống dây thép còn mới, vẫn còn nguyên cả một cuộn bó chặt. Bỗng thằng lính ngụy đứng thẳng dậy, quay về phía Lữ, tay vạch quần. Súng ông đây này. Lữ nổ phát súng trường đầu tiên, trúng giữa cuộn dây thép, đánh chát tóe lửa. Thằng địch nhếch miệng cười chửi đồng một câu, rồi vội vã quay lưng chạy chữ chi trên cái bãi cỏ giữa những lớp hàng rào dây thép gai. Lữ đỏ mặt tía tai, bàn tay cầm khẩu súng cứ run lên vì tức giận. Anh bắn hết một kẹp đạn mà không trúng một phát nào. Thằng lính ngụy chạy thoát, đạn cối cá nhân và đạn bắn thẳng liên tiếp tuôn ra ngoài như mưa. Lữ nằm dạp đầu trước dãy hàng rào, vừa giận mình vừa ức với thằng địch. Chuyến ấy, Lữ quay trở về được cũng có thể gọi là dũng cảm và may mắn. Khi về đến đơn vị, anh không giấu giếm mà đã kể hết. Cả đại đội cứ bò ra mà cười. Câu chuyện trên xảy ra, Lữ coi như mối hận trong đời mình và anh quyết tâm phải rửa mối hận ấy. Cho đến giữa tháng giêng, cuộc chiến đấu sôi nổi quyết liệt chung quanh đối với Lữ vẫn còn là một cái gì bỡ ngỡ và xa xôi hết sức. Hàng ngày, các chiến sĩ thay nhau quan sát địch, trực máy, luôn luôn phải giữ bí mật mọi hoạt động. Thỉnh thoảng, vài anh em rủ nhau đi bẫy sóc, đi kiếm lá lốt hoặc các thứ rau rừng về cải thiện. Cuộc sống của các chiến sĩ có phần cô quạnh và heo hút. Nhưng cũng chính vì thế
mà mọi người trở nên gần gũi và thân nhau hơn. Thú vui độc nhất trong những ngày rỗi rãi ở đây bây giờ chỉ còn cách ngồi tán chuyện. Có chuyện gì cũng đem ra kể cho nhau nghe lúc này. Chỉ trong mấy hôm, tất cả các chiến sĩ đều thuộc hết đời tư của nhau. Một buổi trưa, một cậu rất vui tính, nguyên trước kia làm giáo viên, đang cùng mấy cậu khác ngồi kỳ cạch chữa chiếc đèn báo của máy vô tuyến điện. Đàm cầm chiếc kìm vặn đinh ốc, bàn tay lấm đầy những dầu. Đàm ngước lên hỏi Lữ. Bữa trước, ở dưới khe xanh, cậu nghĩ thế nào mà lại thả thằng lính Nguy ấy ra? Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.